nhận định bóng đá Man United gặp Man City. Manchester United sẽ tiếp đón người hàng xóm ồn ào Manchester City trên sân nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 12 ngoại hạng Anh, diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Manchester United sẽ tiếp đón Manchester City trên sân nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 12 ngoại hạng Anh. Man United đang rất cần một chiến thắng để quên đi thất bại tại Champions League. Trong khi đó, Man City cũng đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer đang trải qua những ngày đáng quên. Trong 3 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đội chủ sân Old Trafford đã phải nhận đến 2 thất bại và nó đều đến tại đấu trường châu Âu. Với những thất bại này, MU đã chính thức phải chia tay Champions League 2020-2021 khi chỉ xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng H. Ở đầu mùa giải năm nay, Man United đã có những kết quả tệ hại tại đấu trường quốc nội. Tuy nhiên, đội bóng này đã bất ngờ thăng hoa với 2 chiến thắng liên tiếp tại Champions League. Trong khi đó, ở giai đoạn gần đây, Quỷ Đỏ đang thăng hoa với 4 chiến thắng liên tiếp tại ngoại hạng Anh thì đội bóng lại bất ngờ bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu. Có thể thấy, ở mùa giải năm nay, MU chưa bao giờ thua trong 2 trận đấu liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Sau mỗi thất bại, Quỷ Đỏ luôn bất ngờ giành được những kết quả tốt. Chính vì lẽ đó, người hâm mộ MU hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả khả quan của đội bóng con cưng trong trận đấu sắp tới đây. Về phía Manchester City, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đang có thành tích hoàn toàn trái ngược với Manchester United. Với chiến thắng 3-0 trước Marseille tại lượt trận cuối, Man City đã chính thức giành vé vào vòng 1/8 Champions League với thành tích bất bại. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng tái hiện thành tích của MU ở mùa giải 2010-11 khi chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn thắng tại vòng bảng Champions League. Tại đấu trường quốc nội, The Citizen cũng đang bám sát Quỷ Đỏ. Đội chủ sân Etihad đang xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với chỉ một điểm kém hơn đối thủ. Nếu có thể giành trọn 3 điểm trong trận đấu này, Man City sẽ chính thức vượt qua MU và áp sát nhóm dẫn đầu. Trong quá khứ, United và City từng có 46 lần chạm trán tại ngoại hạng Anh. Quỷ Đỏ đã có được 23 chiến thắng, nhiều hơn đối thủ cùng thành phố 8 chiến thắng trên sân nhà Old Trafford. Lợi thế cũng đang nghiêng về MU khi đội bóng này đã có 11 chiến thắng. Trong khi đó, Man City mới chỉ có 7 lần làm được điều này. Trận derby Manchester sắp tới đây sẽ vô cùng hấp dẫn khi hai đội bóng không đội trời chung đều đang rất khao khát một chiến thắng. Manchester United được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn trong trận đấu này. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Solskjaer đang là huấn luyện viên có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trước Pep Guardiola. Do đó, đoàn quân của chiến lược gia người Na Uy hứa hẹn sẽ cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ cùng thành phố.